Giờ tới em một hẹn một em có hẹn một con bé đang dụng Kem đang bữa mua bên kia rất đá là vậy nhiều luôn. phải kem thiệt luôn á chứ không phải Kem kem hay bánh kem, phải không? bánh Ủa kem á. cái gì Mẹ, vậy ấy hả bạn mẹ cái của thanh bạn Thanh tà hả Tư cho tới Thanh Tà nè, đá vậy tới Thanh Tà nhà tổng hay gì vậy nhà có thanh tà nữa hả ôi chạy vô đây luôn rồi có bánh hay là kem thiệt mọi bánh hả bánh là làm y như kem bình làm giống thường vậy kem quá vậy y như kem thiệt vậy một cây thôi cho anh hai mở một cây trời ơi ngon quá đi cho ăn hai ngon hết cây này tới ăn dụng quá ăn kỳ vậy trời ơi cho ngon không hai ăn hai dữ qua vậy ghế ngồi đi hai ngon không ăn anh dữ hai qua vậy ghế ngồi thoải mái gì không thua ai hết trơn trời ơi thua đi con mới đi học về con cảnh nào con mới đi học về ẩu nhìn à. Nè con quá ừ ngon giống y như cái kem thiệt vậy á kem thiệt rồi lên cho anh hai cây nè đi má ok mở giờ mất đài nè Mũi có mua cái hộp kẹo gì giống như hấu quá vậy? Ừ. Hộp kẹo như hấu phải không? À. Cho ngoại cái kem đâu ngoại? Cho ngoại trước đi ngoại. Ngoại ơi. Ừ. Cho ngoại nè. Thanh trà. Chị Thư luôn. Cho một túi thanh trà nè, nhà Tòng. Vậy. Ngon không? Nó có cặn không vậy? Ê, ngon không? Nè nè Mão. Cho Mão cái kem nha. Cho Mão cái kem. Em chia lên giống kem thiệt luôn y chang kem ống quế thiệt luôn nha Mão làm bánh mà y chang kem hai đút Mão ăn đi để Mão kem là bánh á bánh là kem là bánh á chứ không phải là kem ăn đi trời ơi vậy là bánh xô lô á bánh xô lô kẹo bánh xô lô ngon quá mở da đi con đứng vào đứng rồi da được rồi bye bye các bạn đi bye các bạn nghe mọi thơ ngoại đi mọi chứ thơ ngoại chứ mai mốt không có thua vậy nha bữa nay nữa thôi nha kỳ. Mai mốt là phải thua tình người nha con từ khi nào mình một người từ khi nào là nhiều nhà 10 người trở lên nó con mới được thua vậy còn dưới 10 người là cũng phải thua tình người nha biết không dạ biết dạ biết các bạn ơi các bạn nha anh hai ăn vậy anh hai ăn đi kem nè ngon quá mà chừa hai cái lại cho con cái bên cột cái nè anh hai ăn kia nè anh hai đang ăn kìa thôi ơi bên chi lên